Bạn muốn trở thành một best real ma nhưng bạn không biết làm cách nào thì bạn hãy cứ lo lắng, vì video này chính là video không phải dành cho bạn. Đánh chết cha bây giờ. Kiểu gì các bạn cũng biết, ga rán thì đi đôi với hút máu. Bằng cách nào ư? Thì tiêu biểu như tăng sức mạnh của Ryoma lên để bán skin được nhiều nè. Thông báo với mọi người, tôi cũng là một con gà trong đấy. Vì tôi đã bị Senna hút máu rồi. Tôi đã bỏ tiền ra tôi mua, nhưng mà thật ra cũng chỉ một phần thôi. Tính ra là tôi bị hút máu bởi con Charlotte. Nhưng mà tôi hút máu bởi cái con Charlotte là vì khi mua con Charlotte mình được thẻ giảm giá 300 quân huy khi mà mua Ryoma. Thế là tôi đã mua rồi, Ryoma con cưng của tôi. Dù nó không tăng sức mạnh tôi vẫn mua nhá. Mà mình còn đang nhìn thấy một số bạn đang còn cái suy nghĩ là ở lại để xem cách múa floor. Trời ơi, xem cái video cũ tôi mới đăng đi. Điều đầu tiên để trở thành một pet Ryoma, các bạn không nhìn nhầm đâu, đúng rồi, nó chính là skin. Thế thì làm cách nào để có skin này? Bạn có thể nạp trực tiếp vô game, đấy là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai mà rất có khả năng nó sẽ VIP hơn, chính là ở dưới bình luận các bạn nhé. Để mà nói về ngoại hình của skin này thì đầu tiên là nhìn thấy cái da nó trắng này. Cái thứ hai là mũi cao hơn này, nhìn nó đẹp trai, bảnh trai hơn. Và xung quanh có những cái lá rơi rất là tình các bạn. Còn ở trên thì có một cái mặt trăng, một mặt trời như đang còn sáng mà sao có mặt trắng ta. Bây giờ thì mình sẽ soi xuống cái bộ trang phục. Cũng có những cái lá này, lá này là lá gì mình cũng quên mất rồi. Giống kiểu lá của mùa thu ấy, như cái viên ngọc nhá. Các bạn nhìn thấy nó long lanh lấp lánh như là cái bầu trời của bẹo bé bỏng vậy. Còn về cái thanh kiếm thì nó đã được tăng lên cái số lượng rất là nhiều. Cái cảnh xuất hiện thì nó khá là ngầu lòi. Và xung quanh thì chính là những cái gọi cánh đồng nhìn khá là đẹp các bạn. Nếu như cơ thể của bạn nào có quá nhiều vitamin A thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ thấy những cái con cò nó bay lá bay la xung quanh. Thật ra thì trước đây mình đã làm một cái video về cách trở thành một best Ryoma như các idol TikTok rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có một cái thứ đặc biệt hơn, chính là trở thành một best Ryoma như các idol TikTok, chứ không phải là ảo 1Q. Và hiện tại thì mình cũng vừa mới sử dụng cái mic thu âm rồi, cho nên cái âm thanh của mình nó sẽ có phần khác một tí, nên là mọi người thông cảm nhá. Ui, cái skin mình đang đứng im xong tự nhiên nó làm cái gì vậy? Đây, để mình im lại nhá. Thì ra là như vậy. Bây giờ mình sẽ test hiệu đánh thường này. Ui, nhìn nó bay ra mịch lá mùa thu nhìn đẹp dã man. Chiêu 1 thì nó khá là mượt và nhìn nó lực vãi ra luôn nhờ. Chiêu 2 nhìn rất là đẹp nhá mọi người. Đây mọi người xem mình xài chiêu 1. Ui dồi, thế skin này chắc phải đẹp nhất của con Ryoma này về cái chiêu 1 rồi. Ui, cái ulti thì xung quanh có rất nhiều Ryoma phân thân ra thì phải. Ừ đúng rồi, Ryoma phân thân ra màu xanh rồi lại màu đỏ. Nó chém nhìn, nhìn nó rất chi là ảo nhá. Nhưng mà mình đánh giá cái skin này ulti thì nó lại không bằng skin Samurai. Samurai nó lực hơn rất nhiều. Tổng thể lại thì cái skin này đánh thường này, chiêu 1 này, chiêu 2 này thì sẽ ok hơn. Về mọi cái skin khác, theo cảm nhận của mình nó là như thế các bạn. Còn cái cách để mà bạn trở thành một best Ryoma trong mắt cả team địch và cả team mình thì là các bạn cần phải biết xài skill 1 tốc biến như thế này này. Tốc biến xong combo. Còn cái cách để mà làm thế nào để mà xài được cái skill đấy thì các bạn cứ lướt chiêu 1 xong tốc biến liên tục như thế này. Đây, từ từ các bạn sẽ làm được thôi. Và cái điều thứ hai là các bạn cần phải biết cách lướt chiêu 1 thật là nhanh nhẹn thì có thể hiện được bạn là một người chơi Bro Ryoma không. Thì chắc chắn nó phải thông qua cái việc này rồi. Tại vì những người chơi Bro Ryoma họ lướt chiêu 1 rất nhanh và nhìn rất là kiểu mượt và áo nhá. Còn cái cách tập của nó như thế nào thì mọi người cứ lướt qua lướt lại chiêu 1 liên tục qua hai cái bức tường như thế này. Qua một cái bức tường hai lần như thế này mới đúng. Đấy, các bạn cứ lướt liên tục như thế là ok. Nhiều lần các bạn cũng sẽ quen thôi. Và cái điều này thì chắc nó quá là dễ rồi. Ulti tốc biến, nếu mà mọi người tập được thành thuộc cái skill mà chiêu 1 tốc biến thì cái ulti tốc biến nó quá là dễ đi. Và có một lưu ý dành cho tất cả mọi người đang tập chơi Ryoma hoặc những người đã chơi Ryoma rất lâu năm rồi, chính là nếu như bạn không phải là một người sáng tạo nội dung mà bạn chỉ vì mục đích là leo cục top hoặc là muốn cho team bạn hoặc là team mình thấy rằng là hiện được rằng mình là một best Ryoma thì hãy bỏ cái việc ghi map đi, thay vào đó check map thôi. Tại vì ghi map nhiều khi nó cũng chả có tác dụng gì mà nó còn phản tác dụng lại. Nếu như mà các bạn chưa thành thuộc cái skill này giống như là 1Q
hoặc là những người bet real ma mà phải gọi là ghi map cực kỳ nhiều lần rồi giống như mình thì mình vẫn ghi map và chơi bình thường được, nhìn nó chuyên nghiệp hơn thôi, chứ thực tế thì các bạn không cần ghi map thì đánh nó vẫn hiệu quả như vậy, nó cũng chả khác gì là mấy đâu các bạn. Còn nếu như bạn đang hướng tới là một nhà sáng tạo nội dung về game thì chắc chắn rằng bạn nên ghi map để có một cái góc nhìn nó đa dạng hơn, nhìn nó đẳng cấp hơn, để cho anh em viewer có một góc nhìn nó thật là tuyệt vời. Còn các bạn chỉ vì mục đích leo top hoặc là muốn cho thêm bạn thêm mình thấy là bố hôm nay best Yuma đấy thì bỏ ghi map đi cho nó bớt lằng nhằng các bạn. Đấy là lời khuyên chân thành của mình nếu như mọi người cảm thấy quá khó với việc ghi map mà lại muốn leo top Ryuma, muốn chơi Ryuma thật là ngầu lòi trong mắt người khác. Còn về cái phần combo thì có rất là nhiều idol hướng dẫn rồi, cho nên mình sẽ chuyển qua cái bước tiếp theo. Đấy chính là các bạn cần phải quen thuộc địa hình, lướt được những cái góc gọi là rất là khó. Và chắc chắn khi các bạn lướt được những cái góc như vậy, em bạn sẽ nhìn bạn với một ánh mắt ngưỡng mộ. Lý thuyết như thế là đủ rồi, còn bây giờ thì chúng ta vô thực hành thôi. Khi mới vô trận, các bạn lưu ý chạy lên trên góc này, các bạn lướt liên tục 2 lần để cho em bạn thấy rằng thằng Ryuma này uy tín đấy, nó biết lướt các thứ nhìn ghê phết đấy nhờ. Đấy, xong các bạn lướt qua bên góc tường như thế này, đi lên trên bụi trên đây đứng núp. Núp xong thì nếu như mà tem bạn, nếu như có người ra thì các bạn sẽ lao 2 lần chiêu 1 ra các bạn chém. Còn nếu không có thì chúng ta lao chiêu 1 ra chém lính. Chém lính xong thì lên đẩy trụ và ăn luôn cục máu của tem bạn. Mày. Rồi chém trụ xong thì bây giờ mình sẽ chạy qua bên bùa đỏ mình cướp bùa luôn nhá. Vì cơ bản là rừng tem bạn bây giờ đang không có ở đây cho nên là chúng ta sẽ cướp luôn. Dưới thì combat rất là chiến anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình thì trên đường tốt vẫn cứ yên bình mà farm bùa, farm quái của tem bạn. Nói chung hơi mất dậy thì nhưng mà không sao. Cuộc chiến này là cuộc chiến một sống một còn, cho nên là không có cái việc nhân nhượng cho kẻ thù. Lại tiếp tục dọn lính. Uầy, ông VZ bây giờ mới level 3. Thế mà bạn đòi solo với mình sao? Bạn có bị ảo tưởng không? Ai giờ dám đánh cơ mình luôn cơ. Chọc cái này, ulti này, gần chết liền. Thanh niên này vẫn không chịu về ăn cái cục máu anh em ạ. Đợi chiêu 1. Ui, được quá nhờ. Ok, đợi chiêu 2 mình hồi mình lao vào này. Anh em nhìn cái quả combo chiêu 1 tốc biến này. Một lần duy nhất thôi nhờ. Các bạn thấy không? Như một người bình thường là sẽ không bao giờ mà sống được pha đấy. Nhưng mà các bạn để ý lại cái ulti mình chưa kịp xài xong mình đã rút ra khỏi rồi. Tại vì mình căn cái lượng đam nó đủ là mình sẽ rút ra ngay. Ok anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chạy ra đường mid luôn nhá. Ganh ghiếc tí anh em ạ. Bây giờ cứ ôm lót ở đường top hoài xong tem mình lại nhiều khi bạn nắm mắng cho không được anh em. Đấy chọc cái này, chém cái này. Uầy, không ăn mạng nào luôn này. À Natalia, bạn đòi quăng mình, biết thần đồng Ryuma Việt Nam ở đây không? Ui dồi, gờ rắc kéo quả mù mắt. Mình sẽ lên trên đây mình đẩy trụ. Kiểu tem bạn, hình như là tem bạn mid, tem bạn với lại rát tranh với nhau cho nên là không có ai đi top luôn. Thế là mình khá là nhàn các bạn. Ra đây, ra đây. Mình dọa thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn con thú, linh thú hộ vệ này luôn. Ăn xong con linh thú hộ vệ này thì mình sẽ dọn luôn cái đàn lính nhá mọi người. Dọn đàn lính này xong thì làm gì? Chúng ta lại đẩy trụ thôi chứ làm gì nữa. Bây giờ mình sẽ núp ở đây. À, Vered ra dọn, chém cái xong đi ra này. Chọc cái này, ulti này, nửa cây này. Biến về khịa này. Bạn ơi, bạn có biết tại sao hả? Chúng mình lại gặp nhau nhiều như thế này không? Không, do mít em bạn tranh nhau là gì đó. Chém cái, chọc cái chết này. Rồi ok, quá là tuyệt vời rồi. Cái trận đấu này, cái thế trận quá là tuyệt vời. Bởi Ryuma trong tay của VMG Gaming. Chém đi anh em, kéo đi. Ui, không sao, không sao. Bùm. Bạn chân lùn nha, lần sau gặp mình phải khoanh tay và đứng chào chứ. Gặp mình lại cứ lao ra như thế. Rất là vớ vẩn anh em ạ. VZ ơi, ra đây chơi với nhau mình sao nào? Sao bạn lại núp như thế? Bạn có biết núp như thế mình rất là à lao ra rồi. À kéo bầy kéo đàn chứ gì? Bạn nghĩ mình sợ sao? Leo lên này, chọc này. Ui ui, né chịu. Ôi em xin lỗi. Em kiểu em trẻ người em non dại. Mày bắt hộ tao cái. Thanh niên lên bà điểm số rồi bắt kiểu chó gì? Mình vừa mới chuyển lại cái đồ xong anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ chạy lên trên đường top của mình. Mình dọn đàn lính này. Dọn xong dầu luôn đấy. Đống vàng luôn. Quá là xịn anh em ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục dọn lính tiếp nhá. Mà anh em có thấy cái hiện tượng gì đấy lạ không? Ôi bây giờ mình mới để ý nhá. Các bạn có biết hiện tượng đấy là cái hiện tượng gì không? Ơ có bạn bình luận này.
mà cái hiện tượng đấy mình cũng chưa rõ nữa. Mình chọc cái này, chém cái này. À, chạy được. Khá quá rồi. Bây giờ đố bạn chạy được đây. Đố bạn chạy luôn đấy. 500 anh em của mình đây, bạn chạy nào được. Tiếp tục dọn lính. Mà cái hiện tượng lại ở đây mình mới phát hiện ra rồi. Các bạn biết hiện tượng đấy là gì không? Chắc chắn là do các bạn chưa like với đăng ký rồi. Ấn đi em, để ủng hộ mình lên 130.000 sub nhé. Lúc này sẽ có cái event cực kỳ là tuyệt vời dành cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục chạy trên đây ép góc cho các bạn đi ra dọn lính nhá. VZ ơi, bạn ra hộ mình cái, mình chọc cho cái bạn chết luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ lao ra mình đẩy trụ nhá. Chém cái xong mình lao ra này. Xong Vera rồi. Bạn yêu ơi, thôi bạn đi về nơi yên nghỉ an toàn nha. Dọn xong đường mít xong mình chạy ra đây mình dọn lính tiếp anh em ạ. Anh Vũ đến chơi đây. Lao ra chọc vào Violet này, chém cái, đâm cái này, chém cái. Sau đây sẽ là những pha là lướt combo rồi kết thúc lượt trận đấu, mọi người đừng rời mắt nhé. Cảm ơn vì mọi người đã xem, tôi yêu tất cả mọi người. Bye bye. Lên nhạc đi anh em ơi.